Chương trình tử vi và số mệnh trở lại cùng với quý vị, và hiện tại giờ chúng tôi đang có một vị khán thính giả tên là Vân gọi từ Westminster để gọi vào hỏi về lá số mệnh của mình vào năm Ất Mùi. Em có thể cho ngày tháng năm sanh và giờ sanh của em Vân? Dạ. Em tên là Vân, tháng 2 ngày 26 năm 84. Dạ, câu hỏi của em dành cho anh Trí Đức. Dạ, em muốn hỏi về gia đình với lại việc làm. Rồi, cảm ơn em, mời anh Trí Đức. Cái người sinh năm 1964 phải không? 84 tôi nhìn lộn. 84 là Giáp Tý, Hải Trung Kim. Hải Trung Kim tức là cái ngũ hành nạp âm của mình, nó đến cái năm Kim nó gặp Kim, tức là nói chung là nó vượng khí. Vượng khí là mình sẽ làm được chứ phải không? Nó sẽ xúc tiến công việc làm rất là tốt. Nói chung là về công an việc làm á, là theo cái giờ Dậu này mà cho đó, 6 tới 16 16 36 36 36, tức là đang rất là bận rộn nha. Cuộc đời đang rất là bận rộn, rất có nhiều việc phải làm về kinh tế tài chính. Riêng về năm Mùi đó, là năm nay là cái năm mà làm việc rất là nhiều nha, làm việc rất là nhiều, nhưng mà tài lộc á, thì làm xong nó lại đi ra nha, và có nhiều cái đụng chạm trong công việc làm lắm. Cảm ơn Vân rất là nhiều đã đặt câu hỏi đến anh Trí Đức. Và Nina xin mời vị khán thính giả kế tiếp. Hello. Hello, dạ chào chị. Dạ chào anh. Anh tên gì và gọi đến từ đâu? Dạ em tên Tuấn, em ở Westminster. Em sinh tháng 1 ngày 10 1966 Bính Ngọ. Em muốn hỏi anh có ngày sanh không anh Tuấn? Anh có giờ sanh không? Tháng 1 ngày 10 1966. Anh có cái giờ sanh không? Anh giờ sanh không nhớ, nhớ Bính Ngọ thôi. Dạ, và câu hỏi của anh. Em muốn hỏi tài lộc với lại duyên nợ. Cảm ơn anh. Như thế này, nếu mà không có cái giờ sanh á, thì tôi có thể cho biết rằng là những cái sao đào hoa của năm nay như thế nào thôi. Còn nói về cả một cuộc đời thì nói không được. Người tuổi Bính Ngọ năm nay á, là 49 tuổi Tây, 50 tuổi Ta, là Thiên Hà Thủy nha. Thiên Hà Thủy thì là cái gì? Thiên Hà Thủy á, là cái ngũ hành nạp âm của mình á, nó đến cái năm Kim cũng hành động bông năm Ất Mùi. Như thế là cái mọi việc về nói chung một tổng quát công việc á, thì nó là cái được sinh phò nha, được sinh phò, tức là đang ở vị trí tốt thì vẫn tiếp tục tốt, nó đang tiến triển một cách tốt đẹp nha. Từ cái công an việc làm đó, thì tháng 2, tháng 6, tháng 10 là có rất nhiều việc phải làm nha, nhiều việc phải làm. Duyên nợ thầy. Về tình cảm đó, về năm Bính Ngọ đó, là dần Ngọ Tuất, đào hoa nằm đây, đào hoa với Hồng Loan đó, nó không có chạm tới, tức là duyên nợ nó không có nha. Hiện tại tình cảm như thế nào nằm yên tại chỗ thôi, không có cái mới được. Năm nay không có nha. Năm nay nó Ất Mùi đó, là cái đào hoa nằm ở Tý và cái Hồng Loan nằm ở Thân, trong khi cái tuổi này là tuổi Ngọ đó, thì đào hoa Hồng Loan nó không chạm tới, nó không có vỡ được, tức là tình cảm mình như thế nào nó sẽ nằm nguyên thế đấy. Mình muốn thay đổi. Tài lộc thì tháng mấy thầy? Về tài lộc á thì tháng 2, tháng 6, tháng 10 là những tháng có việc làm rất tốt đẹp, là như vậy. Dạ, yeah, cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn anh và rất là nhiều. Nina xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ, chào anh ạ. Anh cho em tên và anh gọi đến từ đâu? Tôi ở Tế Xịt. Tôi tên Dũng ở Tế Xịt. Dạ, anh Dũng, anh cho em ngày tháng năm sanh. 1959. Ngày sanh anh? 1959, ngày 18 tháng 1 năm 9. 18 tháng 1 năm 59 thế anh. Và anh có giờ sanh không anh Dũng? Dạ. Anh có nhớ giờ sanh của mình không? Dạ không ạ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh đặt câu hỏi đến với anh Trí Đức. Chính hỏi coi công an việc làm năm tới đây, rồi chuyện gia đình như thế nào, rồi sự may mắn nó đến với tôi như thế nào vậy đấy. Cảm ơn anh. Ok.
anh sinh vào năm 1959, tức là tuổi Kỷ Hợi nha, Bình Địa Mộc. Bình Địa Mộc thì như vậy là năm nay đã là 56 tuổi Tây nha, và 57 tuổi ta, có khoảng như thế. Bởi vì anh không có cái giờ sanh cho nên không có thể lấy được lá số tử vi của anh, nhưng có thể xem được cho anh cái năm nay như thế nào. Vì năm nay là năm Ất Mùi, tức là ngũ hành nạp âm của nó đến vào cái năm Kim. Thì như vậy anh là Mộc, anh đến cái Kim là anh bị khắc chế nha, bị khắc chế, thành ra là mọi việc làm nó khó khăn lắm, chứ không có dễ dàng để mà thành tựu được. Những cái tháng mà xấu đó là tháng 7 và tháng 8 nha, những tháng tốt và những tháng 1, 2 và 3. Và tình cảm thì riêng tình cảm thì tháng 10, tháng 11 rất là tốt đẹp. Về tình cảm anh muốn hỏi rõ về tình cảm thì tôi nói cho nghe là cái tình cảm của anh đó, năm nay nó có cái trở ngại nha. Nó có cái tức là nếu những người còn trẻ đó, những người còn trẻ mà mưu cầu cái chuyện tình cảm đó, thì không có thành, là như vậy. Còn tình cảm của mình như thế nào thì nó sẽ là như thế, không gì thay đổi cả. Anh có còn câu hỏi gì thêm nữa không anh? Tính hỏi đây, nếu mà rồi trong năm tới tôi có thể lập gia đình được không? Trong năm tới thì năm tới dạ, tôi có thể quen biết một người mà tôi có thể bước lập gia đình với người đó được không? Năm tới thì nó lại sẽ có ngũ hành của cái năm tới nữa, vì năm tới vừa rơi vào năm Thân, Thân tứ thìn, đào hoa ở bên cái đào hoa nó ở cái cung Dậu á, mà đúng rồi, và Hồng Loan thì nó ở cái cung Mùi nha. Thành ra là Hồng Loan với đào hoa, mà trong khi cái tuổi của anh á là tuổi Kỷ Hợi thì cũng không phải là cái năm của mình luôn nha. Tức là năm tới mưu cầu chuyện tình cảm cũng không thành, là như vậy. Tức là khi nào cái đào hoa nó gặp cái đào hoa cùng tam hợp đó, hoặc là đối chiếu nó kích động á, mà cái mạng mình đang việc tốt á, thì cái sao nó mới mở ra, nó có một cái chuyện. Đằng này thì cái sao nó không, cái bộ sao nó không đi vào được, cho nên cái chuyện tình cảm nó không có giao duyên với nhau được, nó không có đồng nhất khí nha. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, và Nina xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello. Dạ hai chị, thì dạ. Em muốn hỏi cho ông xã của em á, tuổi Nhâm Dần, sinh ngày 6 tháng 6 năm 62 á chị. Dạ. Chị có giờ sanh của ông xã không? Dạ không chị. Dạ, 6 tháng 6 62, chị gọi đến từ đâu ạ? Em gọi từ North East chị. Dạ. Rồi, câu hỏi của chị. À, năm nay có sự gì thay đổi trong công việc làm ăn, tình duyên, tình cảm với đạo của ông xã? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Mời như, anh chị như, như thế này, cái người đàn ông này đó, chị chỉ cho biết rằng là vào cái ngày 6 tháng 6 năm 62 phải không? Năm 62 thì người này là Kim Bạch Kim, tức là Nhâm Dần nha. Nếu mà có được cái giờ sanh của ông thì tôi có thể cho biết là nhiều chi tiết rất là rõ ràng về cuộc đời của ông. Nhưng mà vì chỉ có cái ngày với tháng giờ không á, thì cái năm này năm Kim của ông á, năm Kim á, về tình cảm của ông thì ông không có gì thay đổi cả. Nó hồi xưa năm ngoái như thế nào thì năm nay thế đấy. Đó, năm nay không gì thay đổi về tình cảm. Vì Nhâm Dần dần ngọ tuất đào hoa, đào hoa Hồng Loan nó không có chạm về được. Nhưng riêng về công việc làm ăn nha, riêng về công việc làm ăn thì mùa xuân rất tốt nha, mùa xuân rất tốt. Tháng 2 cũng rất tốt lắm, tháng 7, tháng 8 cũng tốt. Chỉ riêng về điều làm ăn thì khá thôi nha, như là như vậy. Yeah. Chúc mừng chị. Và Nina xin mời vị khán thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ chào chị cho em tên và chị gọi đến từ đâu ạ? Em gọi từ Galago. Dạ, ngày tháng năm sanh. Ngày tháng năm sanh là 17 tháng 10. Gọi từ Galago. Tại vì chị đứng xa cái tivi ra một tí xíu, là cái tivi nó đi đến mình nghe chậm hơn, nên thành ra là chị cho em lại cái ngày tháng năm sanh của mình. 17 tháng 10 năm 72. Dạ, chị có giờ sanh không? 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thưa anh. Và câu hỏi của chị gửi đến anh Trí Đức. Công việc làm ăn năm nay như thế nào? Cảm ơn chị. Như thế này, chị sinh vào năm 1972 đó, tức là năm Nhâm Tý nha, Tang Đối Mộc. Nhâm Tý Tang Đối Mộc là mình
ở cái màng mọc trong cái ngũ hành bông, là toàn cái cơ thể của mình á, nó ứng về cái màng cái màng mọc lớn nhất. Mà đến cái năm kim á, là cái năm nay là cái năm kim, vì kim khắc mộc cho nên gặp nhiều cái khó khăn lắm nha. Nhưng cái giờ theo của chị đó, là chị là người á, có tử phủ của mình, chị buôn bán làm ăn giỏi lắm nha, người lúc nào cũng bận rộn buôn bán làm ăn suốt luôn đó. Và người này có cái mộng lớn lắm, là phải phát triển làm ăn hơn người nha. Thì cuộc đời luôn luôn bận rộn cái chuyện làm ăn buôn bán, và rất có tài về buôn bán làm ăn là như vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi.